Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh cập nhật tin tức của Susu Su TV nha. Xin kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Tiếp tục trong video này mình sẽ cập nhật thêm một số thông tin khá hấp dẫn về uh, mini live show của ba cô công chúa Quỳnh Trang Tiết Nhung với lại Thiên Ngân nha mọi người. Mới đây thì uh, anh Chí Tâm, một người trong uh, ekip của uh, đại gia đình chị Hai có chia sẻ mới nữa bật mí mới thêm à, về à show diễn này và đặc biệt Diễm Phạm cũng có mặt trong buổi à, gặp mặt hôm nay. Trước tiên, Diễm Phạm chia sẻ là đón anh nghệ sĩ Trung Dân sớm chuẩn bị cho show ngày 12 tháng 10 nhà mình có đón ra có gì trong ngày đó. Thì à, bức ảnh à, chụp ở tại chai mọi người đang dùng cơm thì có Diễm Phạm nè nghệ sĩ trung dân bạn chí tâm và cậu hải một người em của chị hai thì chắc chắn mọi người gặp gỡ nhau chuyện trò rồi chắc chắn là có dự án trong show này thì như mọi người cũng biết nghệ sĩ trung dân là một nghệ sĩ kịch nói cũng như đóng hài kịch nữa và chắc hẳn mọi người nhận ra lúc sinh thời chị hai cũng đã từng diễn chung với nghệ sĩ trung dân trong một vở uh, ca kịch khá là nổi tiếng mọi người có biết cái đó là gì hay không uh, nhưng theo uh, mình đoán thôi nha mọi người thì uh, vở kịch vợ thằng đậu luôn gắn liền với tên tuổi chị hai và vai vợ thằng đậu của chị hai uh, đã luôn làm cho chúng ta nhớ mãi cho đến tận bây giờ phải nói uh, chị đã vào vai này khá là duyên dáng cũng như à, đây là một cái vai để đời luôn thì chắc chắn nghệ sĩ trung dân đến để cùng với Diễm Phạm lên một cái dự án một cái kế hoạch à, về một cái vở hài kịch à, này nữa hay không thì mình không biết có đúng hay không còn như mọi người có thể làm mới lại hoặc là sáng tác mới nữa cho ra đời những cái à, kịch mới nữa thì chúng ta phải đi xem mới biết cái show này nó hấp dẫn đến như thế nào à, có rất nhiều những bình luận của fan à, để lại sau khi quản lý Diễm phạm chia sẻ bật mí à, về nghệ sĩ trung dân đến ngày hôm nay gặp gỡ với ekip và bàn bạc à, cậu huy thì chia sẻ kịch bản hay của anh Trung dân các con sẽ vào gia gì mọi người giờ đón nha. à, à, nhớ mãi phim hài ba trung dân dặn chị hai phi nhung ở nhà là bán đất một cây vàng chị hai ở nhà bán được 20 mươi chỉ vàng mãi nhớ chị hai phi nhung và mọi người đó đây là một fan cũng rất là nhớ chị hai nên cái vở kịch mà vợ thằng đậu luôn được mọi người nhớ mãi à, khán giả đề nghị thêm là mọi người cho tiếc nhung vô vai con vợ thằng đậu còn sắc long thì vô vai chồng của vợ đậu à, tức là vô vô vai đậu nha mọi người. À, bạn này viết hơi uh, uh, cũng như là thể hiện uh, coi như là tiết Nhung vô vai uh, vợ đậu, còn Sắc Long thì vô vai đậu. Còn chú Trung Dân thì vô vai ba thằng đậu là nhức nách. À, đây là một phần cũng khá là nắm rõ về dở uh, kịch này. À, nên có nhiều bình luận để lại à, dưới bài đăng của quản lý Diễm Phạm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết biết trước hoặc là đoán đúng thì cũng chưa chắc đúng đâu mọi người. Tại vì live show mini này chưa diễn ra nên bây giờ mọi người cứ đoán đi. Chúng ta cứ đoán thoải mái. À, nghệ sĩ trung dân là nghệ sĩ hài, lại có tiểu phẩm hài rồi đây. Xin chúc cho show diễn thành công tốt đẹp nha. À, trong khi đó thì à, bạn Chí Tâm chia sẻ hình ảnh mộc mạc, chân chất, nghệ sĩ nông dân là chú Trung Dân luôn được khán giả yêu mến bởi sự duyên dáng trong từng vai diễn hay mỗi khi xuất hiện trên màn hình. Và sắp tới đây là sự hội ngộ đặc biệt. Chú sẽ kết hợp cùng ba cô gái nhà mình với tác phẩm cực cuốn trong live show Cung Tơ Hòa Điệu. Nhà mình đã đặt vé chưa? Đó, cũng là Chia sẻ về việc chú trung dân hôm nay chú đi xe cúp nha mọi người à, Phong cách rất là giản dị, mộc mạc à, Chắc chiếc cúp này là cúp 81 của mọi người Đến à, quán à, Rure Coffee, rồi Buddha Chai Để bàn bạc lên kế hoạch về à, tác phẩm mới Chú sẽ diễn cùng với ba người con gái của chị Hai Vậy thì đây là tiết mục khá hấp dẫn nha Mọi người hãy cùng chờ đợi nhé. Kế đến có một cái thông tin rất là vui. Mình muốn chia sẻ liền cho mọi người nghe nè mọi người ơi. À, tức là ngày hôm nay 26 tháng 9. Thì trước đó cậu Huy cũng chia sẻ hôm nay là ngày chính thức mở bán vé show Cung tơ Hòa Điệu của ba cô bé. Và đặc biệt à, trong show này có 5 loại vé nha mọi người. À, mình xin chia sẻ cho mọi người biết nè. À, loại Super VIP tức là Cung tơ Hòa Điệu. Rồi loại VIP. Gọi là thương lắm mình ơi, à, standard 1, tức là chuẩn 1 là giấc mơ cánh cò, standard 2 là căn nhà màu tím, standard 3 là ru lại câu hò. Thì mới đây, cậu Thanh Huy đã vui mừng thông báo, mới mở bán 2 tiếng mà nghe phòng vé báo cáo. Thương lắm mình ơi, sắp sold out rồi cả nhà ơi, mừng quá, trộm vía Quỳnh Trần ơi. Mọi người liên lạc Quỳnh và cậu Hải, số hotline để chọn chỗ đẹp nha Like sạch đầu tiên của ba cháu À vậy là một cái thông tin khá là vui Mới mở bán vé chính thức ngày hôm nay mà sau 2 tiếng Thì loại vé VIP còn gọi là thương lắm mình ơi Sắp sửa sạch trơn rồi mọi người Phải nói là khá là vui mừng luôn Xin cảm ơn fan hâm mộ đã toàn tâm toàn ý ủng hộ cho show diễn của ba nàng công chúa nhé. À, thì à, chắc chắn à, phan căn nhà màu tím nè rồi giấc mơ cánh cò ru lại câu hò cung tơ hòa điệu mọi người hãy cùng nhanh tay lên nhé chúng ta cùng nhau sở hữu một chiếc vé coi như là ủng hộ cho sự kết hợp đầu tiên của ba người con gái của chị hai và xô diễn theo như cậu huy cũng như ekip của chương trình giới thiệu là sẽ có những tiết mục đặc sắc nhưng mà mình thấy đặc sắc hồi nãy là mình đã chia sẻ là nghệ sĩ trung dân sẽ đến đã đến chứ, đã đến rồi và bây giờ đã lên kế hoạch à, chắc chắn tiết mục khá hấp dẫn rồi mọi người. Vậy thì còn chờ gì nữa mọi người hãy cùng chung tay à, ủng hộ mua vé để cho show diễn à, thêm một lần nữa cháy vé nha mọi người. Thì bé đây à, mới đây bé Thiên Ngân cũng có kêu gọi mọi người à, mua vé. Bé biết như thế này. Dạ thực sự thì con em cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng chắc chắn hứa hẹn với quý vị khán giả sẽ có nhiều cảm xúc lắm đây ạ. À. Chương trình đã chính thức mở bán vé cả nhà liên hệ sớm để có chỗ ngồi thật là đẹp nha. Hy vọng hàng vé thương lắm mình ơi và tất cả các hàng vé khác đều full hết luôn vì yêu mà đến. Vì như chúng ta đã biết à, bài hát thương lắm mình ơi, à, chúng ta đã coi như là thương hiệu của cặp đôi... À, Juno you know, với lại Thiên Ngân ha mọi người. Mỗi khi hai bạn trẻ này xuất hiện thì rất nhiều những lời yêu cầu của fan hâm mộ đều yêu cầu hai bạn hát bài này và hiện tại thì rõ ràng chắc có lẽ vũ trụ nghe được lời uh, kêu gọi của Thiên Ngân nên uh, hàng uh, bé vip đã sắp sửa sạch trơn rồi. Uh, thiên Ngân ơi, chúc mừng cho bé và hai chị nha. Show diễn sẽ được thành công tốt đẹp mà thôi.